Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh và Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Huyện Thạch Thành làm giàu từ kinh tế đồi rừng. Xã Thành Tiến đẩy nhanh thu hoạch lúa mùa. Mô hình kinh tế trên nuôi thỏ dưới nuôi vườn quế tăng thu nhập sạch môi trường tại xã Thành Minh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ vùng đất phần lớn là rừng nghèo kiệt và đồi núi lau lách cỏ dại, sau khi nhận khoán, gia đình chị Nguyễn Thị Dung ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành đã cải tạo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng thành công mô hình trang trại tổng hợp cho lợi nhuận hàng tỷ đồng mỗi năm. Năm 1992, thực hiện chủ trương giao đất, giao rừng của chính phủ, gia đình chị Nguyễn Thị Dung ở thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành đã mạnh dạn nhận khoán 30 hectare rừng nghèo kiệt. Dù xung quanh khu vực dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn, thiếu thốn trăm bề, nhưng bằng sự nỗ lực của bản thân và gia đình, chị Nguyễn Thị Dung đã từng bước quy hoạch lại vùng đồi, xây dựng thành một trang trại tổng hợp cho hiệu quả kinh tế cao. Cái hướng đi của mình là chọn cây con giống phù hợp và phải xây dựng cái thương hiệu của mình, và nhất là cái sản phẩm thương hiệu sạch thì mình mới đảm bảo được cái phát triển kinh tế. Và cái bên cạnh đó là chúng ta phải liên tục học hỏi và áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trang trại. Tìm tòi thử nghiệm những cây trồng mới luôn được chị Nguyễn Thị Dung áp dụng triệt để trong quá trình phát triển trang trại. Ban đầu chị trồng những cây ngắn ngày như mía, dứa, ngô, sắn để có vốn quay vòng. Khi tích lũy được ít vốn, năm 2010, chị Dung đấu mối với Học viện Nông nghiệp Việt Nam lấy giống và trồng thử nghiệm 1 hectare cây mắc ca. Đồng thời từng bước chuyển đổi diện tích cây ngắn ngày kém hiệu quả sang trồng cây dài ngày. Đất không phụ công người, sau nhiều năm nỗ lực, 30 hectare đất rừng nghèo kiệt đã biến thành trang trại trù phú. Trong đó có 10 hectare cây mắc ca, còn lại là các cây trồng như thanh long, bưởi, mít kết hợp với nuôi mật ong. Riêng với sản phẩm mắc ca, ngoài bán hạt tươi cho doanh nghiệp, năm 2019, chị Nguyễn Thị Dung đã đầu tư máy móc để chế biến hạt mắc ca mang thương hiệu trang trại Hồ Dung. Sản phẩm được tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Hàng năm, trang trại có tổng doanh thu trên 3,5 tỷ đồng, lợi nhuận khoảng 1 tỷ đồng. Trang trại hiện tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên và 50 lao động thời vụ với tiền công 5,5 đến 6,6 triệu đồng một người một tháng. Tôi thì cũng ra đây làm khoảng 9-10 năm nay rồi. Thì tất nhiên là chị cũng dìu dắt em với lại phát triển những cái cây ăn quả, để học chị dạy cho cái đường làm ăn về cái phương thức của gia đình chị á. Thì bọn em thì cũng bọn tôi thì cũng học được một ít cái kinh nghiệm. Không chỉ làm kinh tế giỏi, chị Nguyễn Thị Dung còn là bí thư chi bộ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của địa phương, luôn giúp đỡ nhiều gia đình có điều kiện vươn lên thoát nghèo. Như gia đình bà Bùi Thị Hoa vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con dâu, con trai đều mất sớm. Hàng chục năm nay, chị Dung đã luôn đồng hành hỗ trợ để gia đình bà nuôi các cháu trưởng thành, đầu tư cây con giống để phát triển kinh tế. Thì cô cũng giúp đỡ cả ông cả bà nữa, giúp đỡ ông bà mới, đúng là cũng nói đến thì ông bà chủ động. Đúng là được sự giúp đỡ ông bà này. Giờ thấy ông bà già rồi, mọi lần thì mọi năm ngoái năm kia thì ông bà còn đi làm công, thì cứ đến giờ là đi làm theo giờ theo giấc á. Nhưng mà xong đến khi đến năm nay thì cô chú bảo là thôi ông bà già lắm rồi, mà đi vất vả lắm, cho nên là thôi thì tạo điều kiện công ăn việc làm cho ông bà, thì sắm cho đàn lợn để ông bà nuôi, thì chăm sự là nhờ cô chú đấy đấy. Cũng xuất phát từ một gia đình rất nghèo, nên là tôi cảm nhận được những cái người mà người ta nghèo lúc khó khăn như thế nào, thì xuất phát từ cái tâm của tôi để tôi giúp những cái người đấy thôi. Với những thành tích đã đạt được trong phát triển kinh tế trang trại và hoạt động vì cộng đồng, chị Nguyễn Thị Dung đã được lãnh đạo tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Năm 2019, chị vinh dự là một trong 63 gương mặt nhà nông tiêu biểu của cả nước được bình chọn và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019. Đặc biệt, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ 10 được tổ chức vào tháng 10 tới. Chị Nguyễn Thị Dung được lựa chọn là một trong những điển hình tiên tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương khen thưởng. Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với các địa phương trong huyện
Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn xã Thành Tiến đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, giải phóng đất kịp thời cho sản xuất cây trồng vụ đông. Có mặt trên cánh đồng của thôn 2 xã Thành Tiến, ấn tượng đầu tiên là âm thanh rộn rã bởi tiếng máy gặt đập liên hoàn, xe vận chuyển lúa mùa và tiếng nói cười của bà con nông dân. Trên chân ruộng của gia đình ông Bùi Quốc Tiền, một nông dân ở thôn 2 đang khẩn trương thu hoạch hơn 1.200 m² lúa mùa của gia đình. Toàn bộ diện tích trên được ông Tiền gieo trồng bằng giống BC15. Xác định việc thu hoạch nhanh lúa mùa trà sớm sẽ tạo quỹ đất để triển khai vụ đông trong khung thời vụ tốt nhất, nên gia đình ông đã thuê máy để thu hoạch toàn bộ diện tích lúa của gia đình. Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Quốc Tiền, thôn 2 xã Thành Tiến cho biết. Như năm nay là cái vụ mùa này ấy, thì tôi cấy là 7 sào. Thì như thế là hiện nay tôi thu hoạch cũng gần xong, cũng đang chuẩn bị là vào vụ đông. Thì như thế là năng suất thì đạt là bình quân khoảng 3 tạ một sào. Được biết, vụ mùa năm 2020, xã Thành Tiến gieo cấy được 185 hectare lúa, cơ cấu hai giống chủ yếu là giống lúa 225 và giống lúa BC15. Hiện tại, bà con nông dân xã Thành Tiến đang tập trung cao nhân lực, phương tiện, máy móc, gặt nhanh lúa đã chín, tránh mưa dông gió bão, ảnh hưởng đến kết quả của vụ sản xuất. Tính đến thời điểm này, toàn xã đã thu hoạch được khoảng 70% diện tích lúa vụ mùa, năng suất ước đạt 43 tạ trên 1 hectare. Chia sẻ với chúng tôi, ông Phạm Văn Khang, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thành Tiến cho biết. Thực hiện kế hoạch sản xuất vụ mùa năm 2020, trên cái kế hoạch huyện giao là 185 ha, thì xã Thành Tiến đã triển khai đạt 185 ha, đạt 100%. Và tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa năm 2020 đến tại thời điểm là được 70% diện tích. Còn số diện tích còn 30% còn lại thì phấn đấu từ 2 đến 3 ngày sau là sẽ thu hoạch hết gọn. Trên cơ sở đó thì Ủy ban xã đã xây dựng phương án sản xuất vụ đông năm 2020. Tổng số diện tích giao là 96 ha. Trong đó tập trung vào sản xuất các cây màu như là cây bí xanh, rau đậu các loại và cây ngô trên đất hai lúa. Để đảm bảo cho sản xuất vụ đông theo đúng kế hoạch, Ủy ban dân xã đã phân công cán bộ phụ trách từng địa bàn, cùng với đội ngũ cán bộ khuyến nông xuống các thôn, bám sát cơ sở nắm tình hình, tiến độ thu hoạch lúa vụ mùa, tuyên truyền bà con nông dân, huy động mọi nguồn lực nhanh chóng hoàn thành thu hoạch lúa mùa, đảm bảo đúng tiến độ. Quý vị và các bạn thân mến, mô hình nuôi thỏ kết hợp với nuôi xuân quế của anh Nguyễn Văn Dũng, 37 tuổi ở thôn Đầm Hương, xã Thành Minh, đang là cách làm hay, hướng đi mới cho hiệu quả kinh tế cao. Mô hình này không chỉ thu lãi gần 200 triệu đồng trên năm mà còn góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Vào đầu năm 2017, gia đình anh Dũng bắt đầu xây dựng mô hình nuôi thỏ kết hợp với nuôi giun quế. Vừa làm vừa thử nghiệm, ban đầu anh chỉ nuôi giun với diện tích nhỏ khoảng 10 m². Nhận thấy có hiệu quả, đến nay, sau gần 3 năm diện tích nuôi thỏ kết hợp với nuôi giun quế của gia đình anh đã lên đến 200 m². Đến thăm khu chăn nuôi với hơn 200 con thỏ và hơn 7 tấn sinh khối giun của gia đình anh Dũng, chúng tôi không thấy có mùi khó chịu như một số nơi nuôi thỏ thông thường. Đặc biệt, toàn bộ chất thải của thỏ đều được tận dụng làm thức ăn cho giun quế, nên mùi hôi hám không còn. Anh thiết kế chuồng nuôi thỏ cách mặt đất gần 1 m, phía dưới là các bể nuôi giun rộng 1,2 đến 1,5 m chạy dài theo chuồng nuôi, cao chừng 16 đến 15 cm và được xây tường bao quanh. Khoảng cách giữa các dãy chuồng nuôi thỏ rộng 60 cm được xây để làm lối đi, tiện cho việc cho thỏ ăn uống. Nhờ phương pháp nuôi kết hợp lạ mà hay này, giúp cả hai loài vật của anh đều phát triển và sinh trưởng tốt. Chất thải từ thỏ sẽ được thải trực tiếp xuống nền chuồng, sau đó sẽ trở thành thức ăn và tạo thành môi trường lý tưởng cho giun quế phát triển. Nhờ đặc tính phân hủy chất thải, là phân thỏ thành hữu cơ của giun quế mà cải thiện môi trường, giúp thỏ nhanh lớn và hạn chế bị các loại bệnh thông thường ở thỏ như nấm hay ghẻ. Ngoài lượng thỏ xuất bán hàng tháng ổn định, gia đình anh còn thu được một lượng giun và phân không hề nhỏ, từ đó giúp tăng thu nhập hàng tháng. Lượng giun thu được anh đã sử dụng một phần làm thức ăn chăn nuôi gia cầm như gà, vịt, ngan của gia đình. Số còn lại bán cho các hộ chăn nuôi và các đại lý kinh doanh mồi câu cá trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên cần chú ý bổ sung mùn cưa, phun nước nhỏ giọt vào luống nuôi giun để tạo độ ẩm. Thời điểm này, giá bán thỏ giống là 150.000 đồng trên một đôi, 120.000 đồng trên 1 kg thỏ thương phẩm. Trừ chi phí, anh thu về hơn 10 triệu đồng trên tháng. Lượng giun và phân thu được, anh đã sử dụng một phần làm thức ăn chăn nuôi gia cầm và phân bón cho cây trồng của gia đình.
Số còn lại bán cho các hộ chăn nuôi và các đại lý kinh doanh trong và ngoài tỉnh, thu về gần 70 triệu đồng trên một năm. Chia sẻ với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Dũng, thôn Đầm Hương, xã Thành Bình cho biết. Trung con giun này thì nó rất chi là hiệu quả. Nó ăn cái thức ăn của con vật khác ấy. Thì mình nên nuôi thêm ví dụ như dê này, thỏ này. Thì mấy con vật mà nó ăn lá cây ấy, thì mình tận dụng cái nguồn phân đó cho giun. Mình đỡ phải, nói chung là đỡ phải dọn cho thỏ nữa. Thì nó đằng nào nó cũng được. Thì mình giun, nếu nó khử mùi cho thỏ thì thỏ nó lại thải phân cho giun, nó kết hợp với nhau như vậy. Một tháng thì con giun, cái chu kỳ con giun thì nó cũng một tháng nó thu một lần, thì cái con thỏ này nó hơn một tháng nó cũng đẻ, thì cái chu kỳ nó rất là ngắn. Kết hợp như vậy thì nó lợi nhuận. Không chỉ bằng nghị lực, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm để vươn lên làm giàu cho bản thân và gia đình, anh Dũng còn luôn nhiệt tình hướng dẫn những người chăn nuôi có cùng sở thích phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, gia trại. Anh thực sự là tấm gương sáng trong phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM mang tần 95,8MHz và trên website thạchthanhtv.vn. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hướng dẫn công tác tuyển chọn tạo nguồn tuyển sinh và đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự năm học 2021-2022. Thực hiện kế hoạch số 3565 ngày 19 tháng 8 năm 2020 của Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân về việc khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh và đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự năm học 2021-2022 từ đối tượng thanh niên, hạ sĩ quan, binh sĩ. Để công tác tuyển chọn chặt chẽ, đúng kế hoạch, đạt hiệu quả cao, Ban tuyển sinh quân sự tỉnh Thanh Hóa hướng dẫn Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố một số nội dung sau. Đối tượng tiêu chuẩn, nam thanh niên từ 18 đến 21 tuổi tính đến năm dự thi năm 2021. Nam quân nhân tại ngũ hoặc xuất ngũ từ 18 đến 23 tuổi tính đến năm dự thi. Cao 1m65, nặng 52kg trở lên, có sức khỏe tốt. Văn hóa đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đang học lớp 12 đại học cao đẳng. Lý lịch chính trị rõ ràng là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tự nguyện học tập, rèn luyện, trở thành sĩ quan lái máy bay của Quân chủng Phòng không Không quân. Thời gian và địa điểm khám tuyển. Ngày 30 tháng 10 năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn. Ngày 31 tháng 10 năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Triệu Sơn. Ngày 1 tháng 11 năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Thanh Hóa. Ngày 2 tháng 11 năm 2020 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Trung. Công tác tuyên truyền và tổ chức khám tuyển vòng 1. Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tổ chức tuyên truyền trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thông báo tới các xã, phường, thị trấn, các trường trung học phổ thông, các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đứng chân trên địa bàn, hướng dẫn thanh niên, quân nhân đến tham gia khám tuyển tại các điểm khám theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thống nhất với Quân chủng Phòng không Không quân. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố có điểm khám trên chịu trách nhiệm tổ chức điểm khám cho thanh niên, quân nhân và tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn khám tuyển phi công gồm 6 đồng chí đến làm việc và ăn nghỉ, bố trí 5 phòng khám, mỗi phòng có 1 bàn, 2 ghế, trong đó có 1 phòng thêm 1 giường cá nhân. Đoàn khám tuyển phi công chịu trách nhiệm về chuyên môn khám tuyển và báo cáo kết quả về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông qua các huyện, thành phố có điểm khám. Những thanh niên và quân nhân đủ sức khỏe vòng 1, đoàn khám tuyển tạo nguồn tuyển sinh đào tạo phi công quân sự năm học 2021-2022 làm giấy báo khám vòng 2 và hướng dẫn làm lý lịch tự khai. Tổ chức đăng ký xét tuyển và gọi nhập trường. Những thanh niên đủ điều kiện sức khỏe vòng 2, Viện Y học Phòng không Không quân tổ chức xác minh chính trị, tổng hợp hồ sơ báo cáo, Ban tuyển sinh quân sự, Quân chủng Phòng không Không quân xét duyệt. Nếu đủ tiêu chuẩn xét tuyển, Quân chủng Phòng không Không quân lập danh sách báo cáo Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng và gửi danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn về Ban tuyển sinh quân sự cấp tỉnh, huyện sẽ hướng dẫn làm hồ sơ xét tuyển vào trường sĩ quan không quân năm 2021. Trường sĩ quan không quân gửi giấy báo xét tuyển cho thí sinh theo quy định chung của Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng. Thí sinh trúng tuyển được gọi vào trường để đào tạo sĩ quan lái máy bay quân sự năm học 2021-2022. Đây là dạng tuyển sinh đặc biệt
Ban tuyển sinh quân sự tỉnh yêu cầu Ban tuyển sinh quân sự các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhu cầu về chứng thực công chứng giấy tờ của người dân là rất lớn, bởi bất cứ bộ hồ sơ nào, từ đơn giản đến phức tạp đều kèm theo rất nhiều loại giấy tờ cần chứng thực. Thời gian qua, tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao chứng thực khi thực hiện thủ tục hành chính còn khá phổ biến ở nhiều cấp ngành. Một số cơ quan còn tự đặt ra thời hạn sử dụng bản sao có chứng thực. Điều này không chỉ dẫn đến phát sinh chi phí cho người dân mà còn làm gia tăng áp lực cho các cơ quan thực hiện chứng thực. Anh Nguyễn Minh Sơn, thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội đang có nhu cầu thành lập công ty tư nhân. Điều này có nghĩa anh Sơn sẽ phải chứng thực các loại giấy tờ liên quan. Chia sẻ với chúng tôi, anh Sơn cho biết. Hiện nay thì tôi nghĩ là không chỉ tôi mà tất cả người dân đều rất là mong đợi việc cải cách các thủ tục hành chính, đặc biệt là đơn giản hóa được cách công tác chứng thực giấy tờ. Từ trước đến nay thì mỗi lần làm một bộ hồ sơ, tôi nói đơn giản nhất như là hồ sơ xin việc, thì tất cả các giấy tờ đều phải đi photo rồi là đi công chứng. Nó rất là mất thời gian, thế nên là tôi hy vọng thời gian tới nhà nước sẽ sớm triển khai các công tác này để người dân có thể giảm bớt được cái sự phiền hà, giảm bớt được thời gian đi lại và đáp ứng được các cái nhu cầu về các thủ tục hành chính một cách tốt hơn. Ngày 8 tháng 4 năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, thay vì cấp bản sao bằng giấy trắng mực đen dấu đỏ, thì từ nay người dân có thể yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp bản sao điện tử là bản chụp dưới dạng điện tử từ bản chính hoặc tập tin có nội dung đầy đủ, chính xác như nội dung trong sổ gốc bản chính dạng văn bản giấy với hai cách. Cách 1, cấp bản sao điện tử từ sổ gốc. Khi đó, cơ quan đang quản lý sổ gốc sẽ căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao điện tử có chữ ký số của cơ quan cho người yêu cầu. Cách 2, chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ, tài liệu. Với cách làm này, tổ chức cá nhân xuất trình bản chính giấy tờ, tài liệu làm cơ sở để chứng thực bản sao. Theo quy định tại khoản 3 điều 10 Nghị định 45/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2020, trong trường hợp bản chính giấy tờ, tài liệu do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp, công chứng hoặc chứng nhận thì phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật trước khi yêu cầu chứng thực bản sao. Trừ trường hợp được miễn pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại. Người thực hiện chứng thực kiểm tra bản chính, chụp điện tử bản chính, nhập lời chứng thực bản sao từ bản chính và thực hiện ký số của người thực hiện chứng thực. Cơ quan có thẩm quyền chứng thực và cập nhật vào sổ chứng thực. Được biết, dịch vụ mới này sẽ cung cấp tiện ích đặt lịch hẹn với người dân khi đến thực hiện chứng thực, giúp giảm thời gian chờ đợi. Chia sẻ về dịch vụ cung cấp và chứng thực bản sao điện tử cho người dân và doanh nghiệp, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết. Một cái cổng dịch vụ công nó mang lại lợi ích cho cả cơ quan nhà nước và cả người dân doanh nghiệp. Thế và đối với cơ quan nhà nước, đây cũng là cái dịp dựa vào đó để chúng ta cải cách, chúng ta rà soát lại toàn bộ, tái cấu trúc lại toàn bộ tất cả cái quy trình thủ tục hành chính. Những cái làm việc như này là chúng ta mang lại cái lợi ích rất lớn. Chúng ta tiết kiệm chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp về thời gian, về tiền bạc. Thế và phải nói là như Thủ tướng đã nói, là làm được cái này chính là chúng ta cũng là cái biện pháp rất mạnh để phòng chống tham nhũng vặt. Trước đây, nếu tính trung bình thực hiện một bộ hồ sơ chứng thực với độ dày 5 trang tài liệu, chi phí xã hội một người dân phải bỏ ra khoảng 50.000 đồng. Không chỉ vậy, người dân thường phải thực hiện rất nhiều lần trong một năm. Hiện nay, với quy định bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính, người dân có thể thực hiện trực tuyến hoàn toàn đối với đa số các thủ tục hành chính đã được cung cấp trên môi trường điện tử. Loại bỏ tình trạng phải nộp bản sao chứng thực hoặc xuất trình bản giấy để xác minh lại hồ sơ. Với giả định do tái sử dụng nên giảm được 20% số lượng hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính trong một năm trên toàn quốc. Với số liệu hồ sơ chứng thực trung bình phát sinh trong một năm, chi phí tiết kiệm được cho xã hội sẽ là 140 triệu hồ sơ nhân 20% nhân với 50.000 đồng, tương đương 1.400 tỷ đồng một năm. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia sẽ khai trương và được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Bản sao chứng thực điện tử sẽ được ký số và đóng dấu đảm bảo tính nguyên vẹn, chính xác và có thể sử dụng lại nhiều lần.
Việc này không chỉ giảm bớt chi phí, công sức cho cá nhân, mà còn tiết kiệm chi phí, ngân sách cho toàn xã hội. Điều này khẳng định việc triển khai cấp và chứng thực bản sao điện tử là một bước tiến lớn trong xây dựng chính phủ điện tử, nhằm tạo điều kiện tốt hơn cho người dân khi tham gia thực hiện các thủ tục hành chính. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa trân trọng thông báo. Hiện nay, Agribank Thạch Thành đang áp dụng các sản phẩm tín dụng như sau. 1. Cho vay từng lần. Cho vay ngắn hạn có thời hạn tối đa 1 năm. Cho vay trung hạn có thời hạn trên 1 năm đến tối đa 5 năm. Cho vay dài hạn có thời hạn trên 5 năm. 2. Cho vay theo hạn mức. Phù hợp với những khách hàng kinh doanh lớn có nhu cầu vốn luân chuyển thường xuyên. 3. Cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ, phù hợp với những khách hàng kinh doanh vừa và nhỏ, mức vay tối đa 300 triệu đồng. 4. Cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, áp dụng đối với cán bộ, lực lượng vũ trang, người có thu nhập ổn định từ lương hàng tháng. 5. Cho vay hỗ trợ lãi suất theo quyết định số 68, ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ, phù hợp với những khách hàng có nhu cầu về mua máy móc phục vụ trong nông nghiệp, hỗ trợ khách lãi suất 100% trong 2 năm đầu, và 50% từ năm thứ 2 trở đi. 6. Cho vay thấu chi qua tài khoản thanh toán, qua thẻ ATM nông nghiệp nông thôn. Thuận lợi cho việc thanh toán tiền nước, tiền điện sáng, điện thoại, v.v. Thanh toán các nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt trong gia đình nhằm đẩy lùi tín dụng đen. Agribank Thạch Thành khuyến khích khách hàng nên vay vốn duy nhất tại Agribank, không nên vay nhiều tổ chức tín dụng. Vì theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nếu khách hàng có nợ quá hạn, nợ xấu, do trả nợ gốc lãi không đầy đủ, không đúng kỳ hạn, trả góp chậm ngày của những khoản mua sắm vật dụng sinh hoạt tại các tổ chức tín dụng khác hay công ty tài chính, thì khoản nợ tại Agribank sẽ bị thông báo chuyển nhóm nợ về tình trạng nợ quá hạn, nợ xấu. Đồng thời, lịch sử về nợ quá hạn, nợ xấu của khách hàng sẽ được lưu trữ 5 năm trên Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia, gây ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín của khách hàng trong quá trình tiếp cận vay vốn sau này. Agribank Thạch Thành, Bắc Thanh Hóa cam kết, khi khách hàng có nhu cầu vay vốn, cán bộ ngân hàng sẽ thẩm định, tư vấn và hướng dẫn khách hàng về hồ sơ thủ tục vay vốn đơn giản, thuận tiện theo đúng quy định, đáp ứng đầy đủ vốn tối đa cho các nhu cầu hợp lý, chính đáng, không để xảy ra tình trạng thiếu vốn gây khó khăn cho khách hàng. Khi khách hàng đã có đầy đủ hồ sơ theo quy định, ngân hàng sẽ giải ngân cho khách hàng không quá 3 ngày làm việc. Lãi suất tiền vay, phí dịch vụ và các phương thức trả nợ thực hiện theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên hệ đến Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Thạch Thành, địa chỉ khu 5 thị trấn Kim Tân, số điện thoại 02373 877 140 hoặc Phòng Giao dịch Vân Du, địa chỉ thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, số điện thoại 02373 847 137 hoặc số di động 0917 410 656. Agribank Thạch Thành hân hạnh được phục vụ quý khách. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.